anh Út tôi vậy? Đây là anh Út rất là đây là anh Út tôi. Đây là té mà không chết. Té lầu không chết. Té lầu không chết. Anh Út là sống dai quý vị. Bữa nay được xuất viện rồi. Đây đốt bữa nay xuất viện cô bác ơi. Nói 10 người là ta nói hết 9 người. Đã chết 9 người rồi. Đúng rồi. Nhất chặn bóng đá luôn đó anh Út. Máu không gặp á. Nếu mà không chết thì cũng eo ọt khó nuôi. Bây giờ thấy bình an ha. Dạ. Thấy rất là bình an. Giờ anh em ở nhà cũng trông đợi nào cái ngày ngón tay ông chơi còn gì đó cái ngón tay ông ngón tay này nè thấy thằng chơi cái ngày mà mình té thì anh em đồng đạo ta hay được thì người ta cũng buồn cũng có người khóc người cũng như là thương mình để làm từ thiện cũng làm anh em cũng mến với nhau rồi cũng giái cho tay qua nạn khỏi nó nào ngay bây giờ thì bữa nay nằm từ bữa thứ ba bị tai nạn bữa nay thứ hai xuất viện về thì trong mình thấy bây giờ nó nào ngay bị trúng phần mềm thì nó cũng vẫn còn đau chứ không phải là hết đau mà về nhà để dưỡng lại cho nó khỏe chứ nằm viện thì nó bực bội nó nóng nảy đồ dữ lắm bởi vì nằm ở đây đâu có thoải mái bằng ở nhà đây xuất viện về bữa nay nó mấy bữa nó bữa nay mình tá 6 bữa ha không 6. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay thì mình sẽ đi lên để rước anh Út sau khi anh bị sự cố té từ phía trên xuống. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 4 niên Nhâm Dần, Thành Hậu sẽ đi rước anh Út. Anh cũng khỏe lại, xin để xuất viện, bác sĩ cũng cho anh xuất viện. Đến bệnh viện đa khoa của An Giang. Thì anh cũng rất là may mắn vì cái Phật pháp nhiệm màu. Anh rớt từ trên xuống vậy nhưng mà không có sao hết quý vị. Thì có điều cũng hết sức là lạ. Chứ nếu không có phước báo thì rớt kiểu đó xuống là sẽ rất là nguy hiểm cho đến tính mạng của anh. Rồi đây đến bệnh viện đa khoa An Giang, gọi là bệnh viện Khánh Đồng Quan. Giờ đây mình sẽ đi đến rồi mình sẽ đi kiếm anh Út coi hướng nào đây. Không có ra đường này nữa, đi ra đường kia quá. Đón anh Út nè quý vị. Sao đổ xỉu à? Không có đậu chứ hả? Đậu đâu? Rồi lên cửa này nè. Rồi sao rồi? Rồi đồ rồi, đồ sao đồ đâu? Nhiều đó. Giọng đi làm diễn có bình đó anh mà. Vậy sao? Rồi đây xin rồi, chào Út nha. Tôi thúc ra nuôi cho hả? Vậy đó. Đất ơi. có lính chứ dễ vậy. Đây Út đã xuất viện quý vị, xuất viện còn rất là bình thường, đẹp trai. Rồi. Hay là cho bà con cũng xin chào mừng anh Út bữa nay chính thức về đội của mình rồi. Anh Út sửa sạn là bắt đầu tiếp tục. Đây là Út rất là đây là anh Út tôi. Anh Út đây... là té mà không chết. Té lầu không chết. Té lầu không chết. Anh Út là sống dai quý vị. Bữa nay được xuất viện rồi. Đây Út bữa nay xuất viện cô bác ơi. Nói 10 người là ta nói hết 9 người.
nó chết 9 người rồi. Đúng rồi. Ừ. Dứt chặn bóng đá luôn hả anh Út? Ừ, máu không gặp á. Nếu mà không chết thì cũng eo ọt khó nuôi. Bây giờ thấy bình an ha. Dạ. Thấy rất là bình an. Vì anh em ở nhà cũng trông đợi là cái ngày ngón tay ông chơi còn gì đó, cái ngón tay ông ngón tay này nè. Thấy thằng chơi cái ngày mà mình té thì anh em đồng đạo ta hay được thì người ta cũng buồn, cũng có người khóc, người cũng như là thương mình để đi làm từ thiện, cũng làm anh em cũng mến với nhau rồi cũng giái cho tay qua nạn khỏi nó nào. Ngay bây giờ thì bữa nay nằm từ bữa thứ ba bị tai nạn, bữa nay thứ hai xuất viện về. Thì trong mình thấy bây giờ nó nổ ngay bị trúng phần mềm thì nó cũng vẫn còn đau, chứ không phải là hết đau, mà về nhà để dưỡng lại cho nó khỏe. Cái nằm viện thì nó bực bội, nó nóng nảy đồ dữ lắm, bởi vì nằm ở đây đâu có thoải mái bằng ở nhà. Xuất viện về bữa nay nó mấy bữa nó bữa nay mình ta 6 bữa ha không 6 bữa hả? 6 là 7 tính mai, mai nó mới ta, mai nó chồng ngày là 8 ngày à 7 ngày hôm nay 7 ngày ừ, 7 ngày thì như trong 7 ngày này là nút dưỡng thương phải nói là Phật về cũng phải dưỡng thương nó bị nó còn lối lầm được. Phải nói là Phật pháp rất là nhiệm màu. Anh rớt cái trên đó xuống thì tất cả mọi người ai cũng đinh ninh rằng là không có qua khỏi, nếu mà còn sống rồi nữa thì cũng ngồi xe lăn. Bây giờ ngồi xe hơi được. Vậy mấy ai mấy ngon chứ. Ai hiện giờ là ở dưới là chuẩn bị đón anh Út đúng rồi đó. Có 400 mét rồi, 2-3 xe ra đó. Anh Út còn chơi tổng thống. Anh Út còn vậy đó, người ta bớt ra yêu vậy đó. 200-300 mét rồi đó, 4-5 xe cho nó có bác ơi. Quá xa rồi. Thì cũng thay lời cho bà con, cũng chúc cho anh Út luôn luôn được khỏe mạnh mà. Để tiếp tục mau mình lạnh đặng tiếp tục làm từ thiện cho cô bác ta đã trông đợi. Chứ giờ là anh Út là đội trưởng trong đội. Hôm nay cái nhà của thằng Hậu không, nhà cơm nó không có nốt rồi là vắng bóng luôn tới ngày luôn. Bảy không thấy mà khai thế. Ngày lên làm được có bữa nữa là rút luôn. Rồi nó mời lên nữa rồi nó cái cửa gắp cửa sắt. Gắp cửa sắt không, bữa đó anh nó có nói với anh là bị công việc cái này nó hơi lu bu. Thì nó nào ngay nó cũng làm công việc nhà, nó gọi nó lên nó tiếp gắp cái cửa sắt. Bữa nay mượn mấy đệ mấy anh em nó lại cũng gắp xong rồi. Gắp rồi hả? Gắp rồi. Rồi cửa sắt trên dưới luôn ha. Chưa. Ở trên thì chưa gắp, mới gắp ở dưới thôi. Rồi có làm phòng ở trên đây không? Đang làm luôn. Đang làm. Phòng làm luôn ha. Vậy là có người làm cũng được. Là mấy anh em làm tiếp cho để lâu quá nhà cơm. Đâu mà nốt rộn mà tôi đi vắng, tôi đi nuốt có 3 bữa à, nốt bị tai nạn. Có mệnh nhà nốt đâu có gì đâu. Đấy rồi danh là mái nhà. Có tôi nhà nốt đâu có đỡ khổ rồi. Vắng không tôi chịu không nổi. Mới đi nuốt 3 bữa à, nốt bị tai nạn. Bữa thứ nhất, bữa thứ sau là bị rồi, phải không? Bữa đó hay không? Bữa đó là đèo điện lên cho không? Có hay đâu, bà trên lên tới đỉnh trên đâu có sống đâu. Đi xuống dưới rồi mới sống nó đâu, mới tiện đâu điện 7-8 cuốc. Xuống núi rồi mới hay. Rồi nằm mấy ngày nay nghiên cứu niệm Phật rồi thấy sao, thấy trong mình trong mấy thì sao? Thì chỉ có nằm rồi thì chích thuốc không chích thuốc thì nằm đó là niệm Phật mà đều. Nó nào nó ngay nói thì phải nói cho nó chính xác, chứ ở đó nó hầm quá niệm Phật cũng không nổi. Hầm không có nổi. Không có quạt gió sao? Có quạt gió mà cái phòng nó đông đó, rồi nó không có mở máy lạnh đó. Sao? Nằm cái niệm nó hầm cái lưng. Nó hầm cái lưng rồi nhúc nhích băng đi ngủ. Sao rồi nó khó khăn rồi các thứ. Bữa nay nghe nói về cái là nói chung về dưỡng chắc khỏe hơn. Mà nó nào ngay đi thì không có anh ít cứ đi xa nhà lắm, anh đi giờ tối đa 2 ngày là anh chạy về 3 ngày, bữa nay cho đợt này đi bị bệnh đó. Xa nhà học quá. Quá khóc hả? Bà khóc rồi mấy đứa nhỏ khóc luôn hả? Khóc hết trời. Khóc hết trời. Mấy đứa ở nước ngoài đâu khóc hết. Đường nào không khóc. Thấy vậy rồi đường nào không khóc. Chắc gì rồi. Trong phòng mấy ngày nay có mấy bà đó cũng lo cho anh cơm nước rồi hay sao? Nước nhờ đi nó xin nào ngay xin mua cơm rồi nè. Mua cơm các thứ coi như là nhờ người ta sẽ là sẵn sàng làm cho mình hết. Yêu cầu có lên tiếng thì chẳng hạn mua cần dùng cái gì là ta sẽ mua cho mình hết. Chắc có bà chị đâu mà cũng ăn tư trong phòng anh hả? Đâu
trong phòng có 200 tư, mà chỉ nói có cặn gì thì cho em hay em đi mua cho nên phải nuôi chồng, phải chỉ nuôi chồng chứ. Vậy anh bị cái giờ này rồi chắc có bà là 5 đứa con chắc đâu đình lại đâu có làm được không? Về lên tháng rồi đó, mà về lên tháng sau làm đâu có, phải đâu còn cái anh... nhà trong kia nữa. Cái nhà trong kia còn khúc đó mà chưa làm được, người ta cũng điện hỏi thăm mà đâu nay điện hỏi thăm là hỏi mình bớt bệnh chưa đang làm tiếp đó. Mình đang nằm chết cho bệnh viện thì... ai có cần anh không, rồi có ông mới điện cái mới có lính nhiều chứ không có ông thôi, lính không có không có ông rồi không có cả như là không có rồi đứt đuôi chỉ huy mà không có đội trưởng mà lỡ tai nạn rồi đó là rồi. Đầu ngày nói cái này là nói thiệt luôn, thằng nào nói chung nếu mà mình bệnh mà ở trong phòng người ta còn canh tị nằm giờ người ta điện hỏi thăm á, nói là không có dưới học bữa nào dưới từ 20 phút cho lên kêu bằng người ta cái đặt không cũng nghe chút xíu điện là thậm chí mà đi ra ngoài hành lang mới nghe được chứ không dám nghe trong để cho bà con ta ngủ. Nó không biết ông này ông làm chức gì ha, có được cũng làm từ thiện mà được quan tâm gì quá quý. Quá quý rồi. Thì trong lúc mình làm không thấy gì ha, sau khi mình có cái sự cố gì đó mới biết người ta đang thương. Biết ta thương mình. Tình thương mến thương. Quan tâm mình quá. Anh làm vậy mà không ai tình thương mến thương cho được. Ai cũng hết mến ở, ở dưới là còn mấy cái nhà nữa là cũng đang chuẩn bị đợi nhà thì gọi nhà ta nấu là anh gọi cái nhà nấu cơm là anh trở lại viện hoạt động mấy cái nhà đó mà đâu có cái hứa là ngày sau anh phải móc cây đi xả là làm đỡ tạm thời cái nhà sàn kia trước bị người ta đã lợp rồi một khúc rồi mà đều còn khúc không có sàn người ta không chịu lợp, ta cắt ngang khúc là nữa cái nhà còn nữa cái nhà còn nữa cái nhà sau đợi anh làm đó. Rồi trong khi đó đợi anh làm mà trong khi anh bị tai nạn rồi cái tính ngày sau là bị dừng rồi đang thiết anh làm cho gọi nhà đó bị làm trong vòng có 2 ngày rồi à. Trong khi bị tai nạn tới bữa nay tới 6-7 ngày. Người ta bây giờ cái gì nó cũng có do cái duyên trả quả. Anh có buồn gì không, nằm anh thấy anh nói là làm từ thiện này sao có bị nghiệp gì có buồn hơn không? Không thấy buồn bởi vì nói chung ai cũng phải có. Dạ, chứ không phải là đi làm nghề nghiệp thì chẳng hạn bây giờ các thứ làm cái gì cũng phải có cái sự cố chẳng hạn như tai nạn nghề nghiệp thì phải có rồi thì mình lỡ như vậy thì mình phải chịu thôi. Nếu còn ông bà độ ơn cho anh độ là mình sống được tay chân lành lặn không có bị sức mẻ chỗ nào là thấy quá quý rồi. Quá quý. Chỉ có té cái đầu 5 phân lỗ 5 phân rồi mai 3 mũi trúng cái hông, trúng hông này nó bị phần mềm quá nặng cái nó làm như thịt nó muốn bị dập á đại không. Cái đó chắc đau. Cái đó chắc cắn là cục đá hay không? Nó cắn lên không biết cắn chỗ nào mà gớt xuống cái ịch mà nó nhồi lên á. Vì sức nặng cũng gần 80 mà nó gớt xuống như thương tưởng tượng giờ ấy. Đó. Mà nó gớt bất ngờ, nói chung ra là thiệt là mới cái dối rồi vì có con ốc mà dự định là xả con ốc ra đặng đem cái miếng thiết đâm miếng thiết xuống. Mà ơi thì xả con ốc ra thì mới cái dối cái tay cầm chợt là cập rồi. Cập rồi có bịch xuống luôn. Gớt cái ịch xuống mà. Cái đó là hên là mình không phải chổi á, nếu mà chổi tay là chổi tay. Cái đó bất ngờ mà sao biết đường chổi được. Chổi là gãy liền. Còn mấy ngày nay uống thuốc uống gì chặt tao quần hả? Anh có uống rồi phải không? Uống rồi. Uống chặt tao quần rồi coi. Cái tao có bầm á. Uống hết 2 viên. Về chắc mất đắp thuốc nam thêm chứ không thuốc tây. Không có xương mà không có gì. Không có xương không sao. Xương. Sợ là sợ xương. Điều tới đi tái khám chắc anh dự định chắc anh chụp CT là cái nữa kiểm tra kỹ là đâu chứ con ông chú ông nằm kế bên thấy không có sao hết trơn á, ông cũng té thấy bình thường về rồi tới cái giác đi ông dứt đầu cái ông quay trở lại cái ông chụp cái trong não ông có bị ngít máu bầm rồi cái nó dồn vô não rồi là nếu mà mổ ra rồi cái nó hơi nó tức tỉnh ông có thấy không được bình thường. Mà anh nhờ da máu cũng đỡ đó. Máu của nó. Dạ, da máu cũng đỡ mà thứ không da máu mới chết. Không da máu nữ máu mới mạo hiểm. Một tuần sau hay gì hay nửa tháng. Trong giấy nó có để gì nó uống hết thuốc đó rồi nó kêu xuống thật. Đi. Nó tắt chưa? Nhảy rồi đó. Cầm máy là hoàng nó nhúc nhích chứ. Nó giật khe nó giật một cái không nhúc nhích. Cầm gì nè. Nè cầm gì. Giống như tôi bị giờ này, con mạo giờ đó. Nó đỡ cái xăng mà. Đây. Đã đến nơi
con đang đón nút nghe, nó tiêu hết rồi quý. Đón vô mà nó tiêu hết rồi. Mới nói đâu nút nó cho cái xăng đâu? Xăng đó đó. Sau lưng nè. À, lôi vô ba chọn nữa rồi, không có té đó. Lôi lôi vô chỗ. Chết rồi, đang chết rồi. Tới rồi, tới rồi. Ngay cua này khó lắm. Quay đầu xe lên lúc đó. Được. Hả? Đâu rồi? Rồi dưới tới ổng đâu rồi? Kè kè nè đằng xe, đằng xe. À ok hả? Thiếu còn ai phải không? Mấy mấy lần. Thấy chưa? Vừa thấy ổng đâu? Nó ngay chân cái đầu đường nhựa đi, ngay lỡ ngay đầu đường nhựa nè. Ừ, ổng ở đây nữa ta. Nó ngay đầu đường nhựa rồi đi cho mấy con gái. Rồi quay đầu xe lên luôn á. Ông ở đâu rồi? Trời ơi, ta tới đây rồi. Tới nhà bà Tư Thạch Bay rồi. Rồi, đến đi, tới chỗ nhà nút cái gì vậy? Rồi, tới nhà. Ta mở cửa ngoài nha. Đâu có anh đâu mở đâu, dễ gì không biết chạy mà. Không biết chạy. Vô trong mới được. Sao muốn chạy à? Em mở mới được, không biết rồi. Em mày cũng không. Đây sẽ tới nhà anh Úc. Đưa anh Úc về quê. Đang xuất hiện. Rồi thưa quý vị, hôm nay là anh Úc sẽ được trở về nhà suốt thời gian một tuần. Anh em cũng đang chờ đón anh Úc để đi về nhà để thay lời cho bà con. Xin chúc anh Úc luôn luôn khỏe mạnh để tiếp tục chương trình thiện nguyện của mình ha. Rồi, chào bạn. Nước nước cho bắt tay mày. Đây, có người nước nhỏ. Anh Úc đây có người đưa người nước đây. Đỡ tắm rồi, hả chạy. Đây, chị này, quay chị này luôn. Quay chị này coi, đây. Mấy, chị đi Đà Lạt coi gãy mấy cái răng đây. Đó, mở con trai coi gãy mấy cái răng sao đâu. Đi chơi cái này là chết luôn. Đi Đà Lạt, đi Đà Lạt sao rồi gãy. Sao hả? Nó đụng đụng cái xe bự hả? Bị thương hết, chị là bị thương một trong 14 người đúng không? Mấy người kia ta bị nặng không? Cũng hên hết cho ba độ đó. Rồi, không đi rồi không. Ba dập bo được xui gì đâu cho mấy người đi ơi. Phải đến đây. Rồi, bữa nay là rước sư huynh mình về ha. Ồ, gia đông dữ. Rồi chú. Rồi, nó ăn luôn. Đó, mở đó. Ừ, đó, đón gì? Cầm mà nó rồi đó. Ừ. Có mùi xe máy luôn hả? Dạ. Ở chợ mấy ông mở, họ đang làm, mấy ông làm ban đêm luôn. Dạ, làm ban đêm cho rồi. Dạ. Làm mấy bữa nó hoàn thành. Dạ, khoảng 3-4 ngày nữa. Quá. Rồi. Vậy con nào mà có ông chị thì xong hết bận chị lên vệ sinh một ngày. Dạ. Dạ, nút bữa nay giờ sức dễ cho tôi về các con. Dạ. Rồi. Dạ. 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 Dạ.